Hello, hello, xin tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang, ok. Cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RFF LTL của mình nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em có thể nhấn nát nút like cho mình được không? Bấm like để được đẹp trai nha. Và anh em đừng quên là hứa với mình anh em xem đến cuối clip để ủng hộ mình nha anh em ơi. Bởi vì dạo là kênh của mình khá là mất đề xuất rồi anh em ạ. Anh em mà tua ấy thì mình sẽ không có tiền YouTube đâu anh em ơi. Không thể duy trì được cái nghề nữa đâu anh em ạ. Nên là anh em đừng có tua nha. Và tí nữa mình cũng sẽ ra cho anh em một câu hỏi để mình tặng kim cương cho anh em free nhá. Hiện tại là shop của mình kiểu như đang tăng tỷ lệ và xả kim cương cực kỳ nhiều anh em ạ. Thế anh em là mà không nhận được kim cương của mình ấy thì anh em có thể vô shop của mình nha anh em ơi. Ok, thì hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ tấu hài nhá. Thì hôm nay mình nghe nói là Gana Free Fire của mình mới ra một cái bộ trang phục mới anh em ơi. Cực kỳ đẹp và ngầu loài anh em ạ. Và cái hình như là cái vòng quay này nó được tăng tỷ lệ anh em quay ra cái bộ trang phục này rất là cao anh em ơi. Thế thì mình nghe nói là thông tin dò dỉ Gana như vậy anh em ạ. Mà hình như là chính xác là như vậy rồi anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ vào, mình sẽ check cho anh em xem nhá. Rồi, đâu anh nhỉ? À đây, ở phần vòng quay may mắn anh em ơi. Rồi, bây giờ vô luôn nhá. Đây anh em nhá, tỷ lệ siêu hời đấy, cái tên vòng quay đó là tỷ lệ siêu hời rồi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ khô máu luôn về cái bộ trang phục này nha anh em ơi. Để xem là cái tên vòng quay là tỷ lệ siêu hời, xem mình có quay được ra 9 kim cương cái bộ trang phục này không nhá. Mình nghĩ là tỷ lệ siêu hời mà không quay được ra 9 kim cương ấy thì xóa game luôn đi còn gì nữa anh em ơi. Xóa mai tải lại. Ok, đùa anh em thế thôi, nhưng mà đây cũng là một cái hành động cực kỳ chất anh em ạ. Hành động tâng nịu. Ủa rồi nghe quả hành động này. Nếu mà ngoài đời thật thì chắc là mình xin bó tay anh em ạ, bởi vì tâng nịu khả năng là toang rất cao. Nó chỉ cần rơi đất cái là lủn của toán anh em ạ. Ok, quay luôn. Phát đầu tiên 9 kim cương. Rồi, ui dồi ôi, không ra luôn kìa. Cái gì vậy? Rõ là tên vòng quay là tỷ lệ siêu hời mà mình vẫn chưa thấy hời thôi anh em ạ. Mình quay nó vẫn như mấy vòng quay bình thường mà anh em. Ok thôi, mình nghĩ là chắc là quay vài phát chắc là nó ra rồi anh em ạ. Đấy, bởi vì cái tên vòng quay là như vậy mà nó không ra thì hơi phí rồi anh em ơi. Rồi, ui dồi không ra nhờ. 100 kim cương lại bảo ra đi. À lại bảo không ra đi. Lại bảo không ra đi. Ui dồi, ra gì vì quay kim cương. Ok, mình sẽ đọc một câu thần chú nhá. Ra. Biết ngay mà mình mà đọc cái câu thần chú này thì chắc chắn là nó sẽ ra bộ đồ rồi anh em ơi. Sao trông quá như thế? Nói chung cũng hời thật anh em ạ. Không phải quay hết thì mình đã sở hữu được cái bộ đồ này rồi nhá. Anh em thấy chưa? Trông cực kỳ đẹp và ngầu loài luôn. Đấy, gói này tên là gì nhỉ? Mình cũng chả để ý tên anh em ạ. Nhưng mà hình như là gì nhỉ? Tử thần quỷ nửa ấy là anh em ơi. Trông cũng khá là hầm hố đấy anh em ạ. Khá đẹp đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn cái bộ trang phục này nhanh anh em ơi. Để xem có hiệu ứng gì hay không nha. Hay là có tăng sức mạnh gì hay không nhanh anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một trận đối kháng nhanh anh em ơi. Đó, và một trận đối kháng chơi luôn này. À, độc lan chiến à? Ô, bây giờ nó đổi tên là độc lan chiến anh em. Hồi xưa mình nhớ nó tên là đối kháng mà. Ok, không sao, kệ anh em ạ, vô luôn. Ok, tất cả anh em nha, thì LTL đã tìm thành công trận đấu rồi nha. Thì trận đấu này mình sẽ mua khẩu MB40 với cả UMP bắn nha. Để xem sức mạnh nó như nào nhanh em ơi. À đây rồi, thằng địch đây rồi anh em ạ. À dù nó bỏ quả bóng keo, khá là giống quả bóng keo mình đang trang bị rồi anh em ơi. Thì mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi nha. Thì đó anh em biết là trận này LTL tổng cộng ăn được bao nhiêu kill headshot nha. Anh em biết anh em comment bên dưới nhanh em ơi. Uầy, thằng này bắn căng thế nhỉ. Hay đặt keo khá nhanh em ạ, di chuyển khá là ảo mác Canada đó anh em ơi. Nhưng mà lầm dưới tay mình mà thôi. Úi xời, quả tên là cu tứ hi là như nào? Cái gì vậy? Đây đúng là hàng pha keo anh em ơi. Bởi vì cu tứ hi là tên nó không có mình cái dấu linh tinh kia anh em ạ. Đây là hàng pha keo anh em ơi. Ok, mình sẽ xử lý luôn cái thanh niên cu tứ pha keo nhá. Cho nó biết thế nào là lễ hội luôn nha anh em ơi. Đấy, cu tứ pha keo gặp LTL Zian. Đấy, cực căng luôn anh em ạ. Kèo này kèo đúng là đi vào lòng đất luôn. Ok, thì không biết đây có phải hay là cu tứ đổi tên rồi nhỉ? Anh em thử dự đoán em đây là cu tứ thật hay cu tứ giả nhỉ? Mình nghĩ khả năng cao cu tứ pha kia anh em ạ. Nhưng mà thôi, dám pha kia cu tứ anh em. Bây giờ mình sẽ xử lý luôn cái thanh niên này nhanh em ơi. Là mình nhe cái đậu, à công xuống rồi anh em ơi. À đây, headshot nữa này. Ui dồi, mình ném bom mình đọc headshot. Ngu người anh em ạ. Ok, bẩn lại quả lựu choáng nhanh em ơi. Rồi, hình như nó đã bị dính máu từ cái quả bom lúc nãy mình ném rồi nha. Bây giờ mình sẽ công ra mình xử lý nó luôn nhanh em ơi. Đây rồi. Nào là bình tĩnh nha, quả là anh em phải thật là bình tĩnh và lở một cái nụ cười thật là tự tin. Ok, công xuống luôn. Nào mình nhát đầu ấy. Mày cái gì chết rồi, đồ ngu gì vậy, bắn gì mà ra đạn vào đầu nó kia mình kìa. Mèo đẹp ra kia nó kia mình anh em cày thế nhỉ. Ok, nói chung là hiệu ứng ở bộ trang phục này mình thấy nó cũng khá đẹp anh em ạ. Nó có hiệu ứng là kiểu như là lửa luôn anh em ơi. Đó anh em biết không? Trông cực kỳ chất chơi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình chỉ cần nó nhé cái đầu là mình xử lý luôn này. Đây, một viên vào đầu anh em ơi, một viên nữa này. Không vào đầu, không vào đầu à? À mày chạy đâu, mày chạy đâu? Bây giờ bật hành động kia này anh em nhìn này. Đấy, bật hành động kia luôn. Đấy, nào nhẹ, mày nhẹ. Ui dồi, hai nó cả lém cả xít này. Ui dồi, đang nước sôi lửa bỏng này. Tin nhắn ở đâu nó gửi về anh em ạ? Bực thế nhé, cái thông báo này chẳng lẽ mình tắt thông báo chơi game giờ ấy.
Ok, thì ở đây có anh em nào mà có thói quen là tắt thông báo chơi game không? Anh em thử comment bên dưới nha. Thì hồi xưa là mình cũng hay tắt thông báo nha, bây giờ mình đã mở ra rồi anh em ơi. Hồi xưa là mình hay chơi game mình tắt mà bây giờ mình ít chơi game nên mình bật lên rồi đấy anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ công lên luôn nha anh em ơi. Nào mình ra đây. Tỷ số đang 1-1 anh em ạ. Anh em thử dự đoán tỷ số trận này bao nhiêu nhá. Thế anh em nào mà dự đoán chuẩn và chính xác nhất thì mình sẽ tặng anh em một phần quà nhá. Uầy, anh em thấy chưa? Một pha lém shit đi vào lòng đất đây nha. Lém một phát chết luôn anh em ơi. Ok, tỷ số đã là 2-1 rồi nha anh em ơi. Thì quả là mình thắng chắc cái kèo này rồi anh em ạ. Đấy, trận này mình sẽ cầm M1887 nha anh em ơi. Để xem có giết được thanh niên cu tứ pha kia hay không nhá. Nói chung là bây giờ khẩu súng nào mình có skin anh em ạ, nên là chả ngán bố quan thằng nào đâu. Đấy, với kỹ năng của mình nó gọi là đi vào lòng đất anh em ơi, cứ ra đạn vào đầu auto headshot luôn. Đấy, anh em nhìn nhá, mình sẽ thể hiện cho anh em cái kỹ năng bắn M1887 của mình này. Đấy, bây giờ bắn vào tường luôn anh em ạ. Ok, headshot này một viên vào đầu anh em ơi, một viên vào đầu ơi. Thằng ấy sắp nùm của tói, mày chạy đi đâu? Mình đặt quả keo lỗi quá anh em ơi. Ok, bình tĩnh nha. Không thể làm lại anh em ạ, làm lại. Đây. Mày solo. Ok, 3-1 luôn rồi anh em ơi. Rồi, bật hành động khịa luôn. Đó, anh em thấy chưa? Mà mình muốn hỏi anh em ấy, thì ở đây có anh em nào mà có thói quen mà giết địch xong lại bật hành động lên khịa như mình không? Đấy, mình chết đời dùng cái chiêu đấy anh em ạ, để cho địch nó cay anh em ơi. Nó không tập trung nó bắn được, nên anh em sẽ thắng dễ hơn nhá. Đấy, anh em nhìn mình thể hiện này. Ok, quả là mình sẽ bắn hết sức luôn anh em ơi, để thắng 5-1 luôn anh em ơi. Để cho thanh niên pha kia này biết tên là LTL Zian luôn nhá. Là mình nhe cái đầu ra đây. Đây cái đầu nó gì anh em thấy chưa? Ôi thằng này chơi ném shit kìa anh em ơi. Thằng chết bẩn vãi chưởng. Ném shit để mình bắt tập trung anh em ạ. Bắt đầu nó cầm súng nó bắn. Bực thế nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng bắn hết sức nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ quyết định là đọc một câu thần chú nha để mình bắn cho nó hay nhá. Rồi. Ok. Nói chung câu thần chú đã được kiểu như mình đọc lên rồi thì chắc chắn là mình bắn nó sẽ ra đạn vào đầu nha anh em ơi. Nhưng mà nó là đầu gối anh em ạ. Ok, là mình nhe đầu đấy. Mày nhe cái đầu mình ra đây. Rồi, ok, headshot anh em ơi. Tỷ số đó là 42 rồi anh em ơi. Quá uy tín luôn. Ok, bây giờ mình xem mình có chốt được nó 52 không nhá. Thắng luôn anh em ạ. Để lâu cứ trêu là quá buồn anh em ơi. Ok, công lên luôn anh em ơi. Đâu rồi, mình nhe cái đầu mình ra đây. Trốn kỹ đấy nhỉ. Ui anh ơi. Rồi, chưa cả kịp làm gì nó bắn mình chết rồi kìa. Má, thằng này chơi bẩn nó khịa mình kìa. Thanh niên pha kia này, ok được rồi, mình sẽ kết thúc luôn nhanh em ơi. Kết thúc chuyện tình này sẽ chấm hết luôn nhanh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ cầm cái khẩu M1887 này, mình sẽ thử kiểu như one shot em như nào nhá. Mà thôi, cầm MB40 bắn nó nhanh em ạ. Rồi, đâu rồi, hãy trốn đâu rồi. Đây, mày ra đây. Mình sẽ one shot cho anh em xem này, lùm cái đầu luôn. Ok, tỷ số là 5-3 nhá. Ok, nói chung là clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi nha anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đến đây. Nếu như em thấy hay anh em đừng quên là bật chuông thông báo và đăng ký kênh giúp mình lên 2 triệu sub nha. Ok, bye bye tất cả anh em.